Hello các bạn. Hôm nay thì mình đã thu xong vàng đông rồi các bạn ơi. Đây, mình đã thu xong vàng đông rồi này. Có thể coi là thu xong rồi đấy các bạn. Mấy hôm nay thì có rất là nhiều bạn comment ở dưới mấy cái video vàng đông đấy các bạn ơi. Các bạn ấy hỏi nào là vàng đông là bây giờ có trồng được không này, vàng đông có dễ trồng không này, có trồng được ở miền Nam không này, để mình nhớ xem còn những câu hỏi gì nữa. À, có hỏi rằng là vàng đông của bạn ấy nó cứ bị cong đấy các bạn. Thực ra vàng đông thì nó rất là dễ trồng. Cái mùa trồng của nó bắt đầu từ khoảng từ cuối tháng 5 âm lịch đấy các bạn. Cuối tháng 5 âm lịch nhé. Đến trước Tết. Tức là cuối tháng 5 âm lịch thì mình sẽ thu vào tháng 10. Còn trước Tết mình trồng thì mình sẽ thu vào tháng 4 đấy các bạn. Nó dễ trồng cực kỳ luôn các bạn ạ. Nó dễ trồng ở cái mức độ này đây này. Cái cây mình thu xong rồi các bạn thấy không? Mình để cái mầm này mình cứ để nguyên thôi. Nó qua hè vô tư. Chẳng vấn đề gì. Đến tháng 5 ấy thì mình bắt đầu tách mầm gốc của nó ra, mình làm mẹ cũng được luôn đấy các bạn ạ. Riêng vàng đông thì nó rất là dễ như thế. Nhưng nó cũng có những cái nhược điểm riêng các bạn ạ. Nó dễ trồng rồi. Nhưng cái nhược điểm của nó các bạn là cái thân nó mềm các bạn ơi. So với lại là kim cương, so với pha lê, so với vàng tàu ấy, thì cái thân của nó khá là mềm. Nó mềm dai chứ nó không mềm xốp như là thân của vàng mai các bạn nhé. Đây các bạn ơi. Nó mềm nhưng nó rất là dai ấy. Nó không dễ gãy đâu. Thế nên là nó cứ hay nằm ngã ra dàn này này các bạn này. Cái hiện tượng này thì không bao giờ có ở pha lê với lại kim cương. Chỉ có ở vàng mai và vàng đông thôi các bạn. Vàng mai thì thường nó nằm ra là nó gãy ngang thân luôn rồi. Đấy các bạn. Nó cứ làm ra như thế thôi. Thế nên là bạn nào mà bác dàn không chú ý đấy, các bạn để cái dàn ở chỗ này này, nó không đủ độ căng ấy, là cái cây của mình nó cực kỳ dễ bị đổ, bị nghiêng. Và bạn nâng dàn không kịp thời nữa các bạn ạ. Cái cây của mình nó lên quá cao rồi mà các bạn nâng dàn không kịp thời là nó sẽ cong. Còn vàng đông thì hỏi có trồng được miền Nam không, thì thực ra là vàng đông trồng được miền Nam các bạn ạ. Mình thấy mình nhớ không nhầm thì gọi là cúc Hà Lan thì phải. Và vụ đông ở miền Nam thì vẫn trồng được, vụ cuối năm đấy các bạn, trồng vụ hoa Tết thì vẫn trồng được. Còn ở trong đấy ngắt điện bao nhiêu ngày thì mình không biết. Nhưng còn ở đây mình là bắt đầu ngắt điện khoảng 7-5 ngày là bắt đầu được thu. Nếu như mà không làm nụ, không xiết nước, không kích nụ ấy, thì 7-5 ngày bắt đầu được thu, nhưng mà phải đến 90 ngày mới bắt đầu thu rộ hoàn toàn đấy các bạn ạ. Đến 110 ngày mới là hết rộ. Tức là từ 90 đến 110 ngày mới rộ. Và thậm chí nó có thể kéo dài đến 130, 140 ngày sau vẫn đang thu bình thường. Như mình đây, mình thu từ hôm 23 Tết đây các bạn. Hôm nay là 17 nhá. Tức là dự báo là đến 23 này mình mới thu hết hoàn toàn những cái cây này. Những cái cây đúng chuẩn vàng đông này thì mình sẽ phải đến 23 mình mới thu hết các bạn. Đây như thế này, nó vẫn còn những cây này nhá. Còn những cái này thì nó chỉ là những cái nhánh của nó thôi các bạn ạ. Những cái nhánh của những cái cây mình đã bẻ rồi đấy các bạn. Đây như cây này nhìn thấy rõ nhất này. Đây các bạn. Đây, cái gốc mình bẻ rồi đây. Còn lại được cái nhánh gốc của nó. Những cái này mà nếu mà gặp năm nào đắt hàng thì cứ bó hoa đĩa hoa lắm là cũng được khối tiền rồi đấy các bạn ạ. Còn có một nhược điểm nữa về giống của vàng đông. Đó là giống vàng đông nó rất hay bị lẫn những cái giống này. Nó cũng là vàng đông thôi nhưng nó lại là giống khác các bạn ạ. Cái giống thân tím này nó rất là chậm hoa. Nó chậm hoa cực kỳ luôn đấy ạ. Thế nên thường là những cái giống này mình sẽ không thu, mà đến cái lúc mình phá đi là mình phá luôn cả những cái cây này đi. Thế là mình nuôi báo cô nó đấy các bạn. Còn nếu mà đi tỉa kịp thời này, và những cái cây đấy nó lẫn nó ra lụ sớm thì nó rất là đẹp các bạn thấy không? Cái thân nó rất là cứng nha. Cái giống này là giống lá tròn thân cứng. Nhưng mà nó rất là lâu hoa. Đây cái luống này lẫn rất nhiều này các bạn. Mấy cái luống này thì lẫn ít thôi. Cái vàng đông ở chỗ mình nó được ưa chuộng vào dịp Tết là tại vì nó có mùi thơm và cái độ bền của nó đấy các bạn.
Cái hoa của nó tuy nhìn nó hơi sũ rượi, xõa sượi thế thôi, nhưng mà nó lại bền hơn kim cương và bền hơn pha lê nhé các bạn nhé. Những cái bông cắm từ Tết đến bây giờ là nó vẫn còn ở trên bình, nó vẫn chưa, nó chưa mất màu, nó chưa héo đâu các bạn. Cái lá nó vàng thôi chứ nó chưa héo, chưa mất màu. Mà cái cánh nó cũng chưa bị gọi là bị xã hoàn toàn nữa đấy các bạn. Nhưng mà nó cũng phải tùy thuộc vào thị trường thôi các bạn nhé. Có những nơi để họ không ưa chuộng vàng đông đâu các bạn. Mà cũng vì cái đặc tính mà là thu giải rác của nó nên ở làng hoa người ta không trồng tập trung đấy các bạn ơi. Mình thì mình không, mình ở đây thì mình ở tỉnh nẻ, khu vực gọi là xa làng hoa ấy, mình bán giải rác suốt nên mình trồng cái này thì nó không vấn đề gì. Nhưng nếu như ở làng hoa cần phải vén vốn nhanh ấy các bạn, thu hoạch nhanh để gối nứa mới vào thì vàng đông không phải sự lựa chọn tối ưu, vì vừa trồng dài ngày hơn các loại khác nữa. Đâu đó nó quanh quanh khoảng 4 tháng rưỡi đấy các bạn, 4 tháng rưỡi đến 5 tháng rưỡi. Nó quá dài ngày đi. Và trong cái quá trình đấy thì mình phải tốn tiền thuốc sâu, tốn tiền phân bón. Quan trọng một cái nữa là cây vàng đông nó khá là nhạy cảm với nấm cóc các bạn ạ. Mưa lạnh thì nó rất là dễ nấm cóc nhé. Nếu phân thuốc không đầy đủ là nó dễ nấm cóc lắm. Ở đây của mình thì mình không bị nấm cóc. Rồi các bạn, chẳng biết nói gì nữa đâu các bạn ơi. Vàng đông thì mình chỉ cảm thấy thế thôi. Năm nay thì cái thị trường vàng đông nó cũng bị sụt giảm theo các cái thị trường khác đấy các bạn. Thế nên là mình không, sang năm có lẽ là mình sẽ thu hẹp bớt một hai luống vàng đông đi để mình đổi sang loại khác. Còn khách đặt thì họ vẫn cứ đặt vàng đông như thường các bạn ạ. Khách đặt thì chưa thấy sụt giảm, còn những khách mua nẻ ở ngoài thì vàng đông năm nay bị sụt giảm sản lượng bán. Mặc dù bị sụt giảm nhưng mà bây giờ cũng vẫn thiếu, không có mà bán đâu các bạn. Hôm nay đi mót còn được từng này này các bạn này. Còn được từng này vàng đông đấy. Ồ, nhìn thấy bông hồng, hôm qua mình mới quay video hồng xong mà mình quên mình không đăng rồi. Nát đăng luôn đi. Đây các bạn. Hôm nay thì coi như là hết rồi các bạn ạ. Hết rồi thì mới dám nói. Chứ không nói về vàng đông người bảo là cứ trồng cho lắm vào, sao không bán được thì lại kêu là nó thế này nó thế nọ. Nhưng thực ra là nó có những cái nhược điểm riêng của nó, nó cũng có những cái ưu điểm riêng ấy các bạn. Cái loại nào nó cũng thế cả thôi. Riêng cái thằng vàng đông này thì bây giờ nếu mà lắng lên thì nó cũng không bị bạc màu ấy các bạn. Cái màu sắc của nó giữ rất là tốt, nhưng mà nếu nắng lên để vàng tàu nó sẽ bạc hết đầu cánh. Hay để kim cương thì nắng lên nó cũng ít bạc, nhưng mà nó cũng bị xỉn cái màu đi đấy các bạn. Còn vàng đông thì nó không bị thay đổi màu do nắng. Chỉ vậy thôi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã nghe mình nằm nhảm nhá.